tính cách, sự nghiệp tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 có tinh thần học hỏi khá cao trong mọi trường hợp, sở hữu một sự khôn ngoan, nhiệt huyết nên dù làm bất cứ công việc gì đi nữa thì họ đạt được sự thành công cao nhất. Bản thân họ luôn thể hiện là một người thanh lịch, duyên dáng, có tấm lòng rộng mở, biết chia sẻ với những hoàn cảnh không tốt, nhưng bên cạnh đó thì lại có một sự đố kỵ nhẹ với những người tài giỏi hơn bản thân họ. Về con đường sự nghiệp thì chắc chắn sẽ có được thành quả xứng đáng từ chính nỗ lực con người tuổi Quý Sửu. Về đời sống thì cũng đầy đủ, không thiếu thứ gì, nhưng có những lúc thì không được điều may, có phước nhưng cũng cần phải vượt qua được thử thách thì mới trở thành một con người ngày càng hoàn hảo hơn nữa. Nếu được thì không nên quá kiêu căng, ngạo mạn, quá tự tin vào bản thân mình thì sự nghiệp của người tuổi Quý Sửu có thể sẽ đến sớm hơn dự định. Sự nghiệp thì có thể tiến triển nhưng tình cảm thì lại hơi phức tạp hơn. Vì có quá nhiều ưu điểm, là một người của sự tự lập, có sức mạnh vô cùng to lớn nên về mặt tình cảm sẽ chịu sự cô đơn và buồn phiền nhiều, hạnh phúc thường sẽ không đến sớm với họ. Nếu muốn có được hạnh phúc gia đình thì hãy trở nên hòa thuận và thân thiện hơn. Đa phần người tuổi Quý Sửu thông minh, có học thức, có tài năng về kỹ thuật và nghệ thuật, thích hợp làm học giả, giáo viên, bác sĩ. Người này không dựa được vào gia đình mà tay trắng lập nghiệp, vợ chồng có thể bạc đầu giai lão, con cái thông minh, tài giỏi. Tuổi Quý Sửu sinh vào mùa xuân, mùa hạ thì không phải lo chuyện cơm, áo, gạo tiền. Sinh vào mùa thu, mùa đông thì phúc thọ mãn đường. Sinh vào ban ngày thì được lộc, sinh ban đêm thì hưởng an lạc. Thêm nữa, chớ nên tranh cãi với người khác vì vấn đề tiền bạc, không được sa đà vào chuyện cờ bạc, đỏ đen, hạn chế cho người khác vay tiền. Bạc dư giả hãy dùng để đầu tư vào những thứ có giá trị như bất động sản hay mua sắm vật dụng thiết thực. Người sinh năm 1973 hiếm khi phải lo lắng về tiền bạc, mỗi khi túng thiếu khó khăn, họ lại may mắn được quý nhân tương trợ, nâng đỡ qua cơn hoạn hạn. Nhìn chung, số này lúc nhỏ gian nan, lao tám khổ trí, vui chiều buồn mai, thân phận phải chịu lao đao, tình duyên trễ nải, bằng không đổi đời. Số người thân tự lập thân, tha phương cầu thực, gia môn an hòa, lúc nhỏ chẳng đặng an thân, hậu vận phúc lúc, an môn gia hòa, mùa xuân mới đặng thảnh thơi, thanh nhàn sung sướng, đố ai sánh bằng.